được chia ra làm 4 loại, bao gồm đái tháo đường tiếp 1, đái tháo đường tiếp 2, đái tháo đường thai kỳ và một số thể đặc biệt của đái tháo đường khác. Đái tháo đường tiếp 1 thì thường gặp ở người trẻ tuổi, có liên quan đến sự giảm thời tiết insulin, do đó trong quá trình điều trị chúng ta phải dùng insulin. Trong khi đái tháo đường tiếp 2 thường gặp ở người lớn tuổi hơn hay gặp ở những người có thể trạng béo. Về cái cơ chế của đái tháo đường tiếp 2 thì thường gặp là có thể là kháng insulin, cũng có thể phối hợp với giảm tiết insulin. Còn đái tháo đường thai kỳ là đái tháo đường mà được phát hiện trong cái chu kỳ thứ 2, tức là trong cái tam cá nguyệt thứ 2 và thứ 3 của thai kỳ. Cái đái tháo đường thai kỳ thì thường sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn đến không chỉ mẹ mà còn có cả cái sự phát triển của em bé sau này. Em bé sinh ra thường hay có thừa cân, có thể có suy hô hấp sơ sinh, sẽ có nguy cơ phát triển thành đái tháo đường sau này. Ngoài ra còn có một số thể đái tháo đường đặc biệt khác, ví dụ như đái tháo đường thứ phát sau một số bệnh lý, ví dụ như u tuyến yên, ví dụ như u tuyến thượng thận, ví dụ như đái tháo đường sau một số bệnh lý về tụy, một số đái tháo đường di truyền của thể mất đi.